Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp sơ kết 9 tháng hoạt động của Tổ công tác tham mưu giúp việc Thành ủy triển khai thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Qua rà soát, đến nay Tổ công tác đã hoàn thành 7 trên 10 nội dung công việc năm 2023, trong đó đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc ban hành một số chủ trương đề án nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết 43 gắn với nhiệm vụ năm 2023. Đáng chú ý là tham gia vào việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội. Các dự án trọng điểm, động lực cơ bản được triển khai đảm bảo tiến độ. Từ nay đến cuối năm, Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 12 chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết 43, đảm bảo tiến độ chất lượng, phối hợp với các sở ngành trình cấp có thẩm quyền quan tâm tạo thuận lợi cho thành phố, các cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển Đà Nẵng, hỗ trợ nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm, liên vùng như nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, dự án bến cảng Liên Chiểu, dự án tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả tổ công tác đã tham mưu thực hiện thời gian qua, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đề nghị tổ công tác cần tập trung chuẩn bị để sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tập trung rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành để triển khai tiếp. Đề nghị tổ công tác nghiên cứu thêm về đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù cũng như đảm bảo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư ra soát lại các dự án trọng điểm động lực, nhất là danh mục các dự án hoàn thành và khởi công trong năm 2023. Các đơn vị địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là làng đại học Đà Nẵng.